Từ năm 2020, chỉ bán kháng sinh khi có đơn thuốc. Đây là mục tiêu đề ra tại quyết định số 4041 về việc thực hiện đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020. Theo đó, đến năm 2020, các quầy thuốc, nhà thuốc khi bán thuốc kháng sinh phải có đơn thuốc đạt tỷ lệ thực hiện là 100%. Ngoài ra, các đơn vị thực hiện điều trị ngoại trú phải tăng tỷ lệ tuân thủ việc thực hiện đúng quy định của pháp luật về kê đơn thuốc đến năm 2020 như sau. Các cơ sở khám chữa bệnh công lập và bệnh viện tư nhân phải kê đơn thuốc đủ nội dung đạt 100%, còn lại các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân khác đạt 80%. Quản lý về sử dụng kháng sinh trong các bệnh lý nhiễm trùng đạt 90% đối với cơ sở khám chữa bệnh công lập và bệnh viện tư nhân, còn lại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân khác đạt 70%. Quyết định số 4041 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7 tháng 9 năm 2017. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn số 9353 truyền đạt ý kiến của Thủ tướng về việc ban hành một số nghị định hướng dẫn thi hành luật. Theo đó, yêu cầu các bộ đã được giao nhiệm vụ hoàn tất việc soạn thảo các nghị định sau trình Chính phủ ban hành và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Nghị định quy định chi tiết trình tự thủ tục mức tiền phải nộp để đảm bảo thi hành án, việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp. Nghị định quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng. Nghị định của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo và điều tra hình sự. Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật thi hành tạm giữ, tạm giam, công văn số 9353 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2017.